ông kia, ông kia đá cho bà kia. Rồi không tới ngày nay gần một năm trời rồi mà không có trả lời cho thỏa đáng. Không có một bản kết luận. Đó gọi là kết thúc rồi đó. Bây giờ em nói ở đây mấy người mà không xuống đây là mấy người không có trả lời. Là mấy người tham quan này. Quan tham chị coi chị mất tích không? Chị coi mất tích chưa? Nó trốn luôn, nó sợ, nó trốn luôn. Chị này tại ở huyện là chị biết, tại bệnh viện là chị biết nguồn khởi thì như thế nào. Sai lầm thấy chưa, rõ ràng thấy không chị, thấy không? Đây là tất cả người dân hôm qua là người ta chứng kiến, người ta thấy hết trơn nè. Đó là hứa là lại tới nhà đúng không chị? Đúng không?
đó, thấy chưa, người dân người ta nói rõ ràng hết không? Kinh công nghiệp ta ra đấy nè, nó trong kinh công nghiệp ra đó thì quyết liền xuống đây, họ có ai phản đối không, có ai phản đối cái dụng hôm qua tôi làm không? Đây, mọi người cần thiết đó, tôi làm đơn thư ký từng nhà luôn nè. Rồi nó nói là nó chạy vô là nó tính mấy thằng này vô trong kinh. Rồi nó mới kêu ông Quanh á, thôi đừng có ra đi, đừng lại đi không được. Bây giờ kêu mấy nó thôi là mình dám đường qua chạy sát nhà rồi. Là nó tính hai thằng này chạy theo mà không ngờ là nó chạy chậm quay lại thì không có không thấy ai rồi. Đã chạy về luôn thì chắc có người hai nè. Hai xe bốn người. Đúng rồi, ở dưới đây nè. Là hai xe bốn người là chỉ có Quanh Tài xuống dưới sông đó mà. Dưới đây chạy lên nè, dưới đây chạy lên. Bạn nó nói vậy đó. Tuổi là sao không biết đâu. Ừ. Nó tưởng là trong kinh mình chạy vô nhà không phải. Cho người ta không tưởng có ai mà làm cái chuyện hai trong kinh đỡ cái đường ta đi. Mà mọi người trong kinh là đồng đồng nhất ý kiến là cho để. Là cho để phải không? Để đó. Đó. Đây là theo máy. Bà con để muốn tặng 100 dân. Sáng tuổi nó nói thường vậy đó. Nó tin là cũng quá trong kinh. Trời ơi, mấy cái đánh bản kẹo đó mắc nói gì mà sáng lấy người ta nói gì. Tao lấy luôn hết rồi. 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 Có biên bản ngày hôm qua là có đề cập vấn đề là giải đáp thắc mắc tại gia đình nặng nha. Mà cuối cùng ngày hôm nay là không có ai. Người nhà có yêu cầu là phải giải đáp thắc mắc dưới đơn vị nào đồng chí nào có luôn, có yêu cầu luôn. Hứa công khai đó mọi người thấy không? Bây giờ là cán bộ huyện thị xã là về hết trơn rồi đó mọi người thấy không? Hứa hôm nay đối thoại trực tiếp công khai. Mấy trăm ngàn người ta theo dõi thì ta biết chứ sao không biết. Mà tới giờ cái đó là lật lọng đó mọi người thấy không? Tại sao công an á là một cán bộ của cái đội điều tra đó, là cái cơ quan không dám bắt mật đó, mà tại sao không dám gì? Kim Hạnh hôm qua là có đề cập là biên bản ghi gõ, yêu cầu bên gia đình là nêu gõ luôn là yêu cầu đối thoại trực tiếp tại nhà của bị hại, tại nhà của nạn nhân đó, là yêu cầu trực tiếp đối thoại với những công an có yêu cầu. Nhưng mà bây giờ đại diện ở bên công an thì lại là đổi lý do này lý do kia. Đi về rồi ơi. Xã ấp xã gì đi hết rồi. Còn chỉ người dân trong kinh công nghiệp với xóm giền với bà con họ hàng thôi. Mình bức xúc mình làm cái đạn đọ ngoài đó đó. Mọi người thấy coi. Nếu đúng thì phải. Giờ mình ra đây ngoài là phải cái gì nó cơ quan pháp luật. Đúng rồi đó. Ở tại đây đúng đâu tại vậy đó. Chứ tao hỏi mày đi. Đó là tại cái bản cái tên của cái ông điều tra ở huyện. Ừ. Đây người dân trong kinh hàng xóm đó, rồi bà con họ hàng hai bên, tới cuối cùng mày công an về hết rồi. Đi về rồi hết rồi Quỳnh Khang ơi. Mọi người thấy không? Đi về hết trơn rồi đó mọi người thấy không? Đây là bà con người ta thấy không? Người ta có ý thức là người ta bịt khẩu trang hết. Nè mọi người thấy không? Người ta người dân người ta có ý thức người ta bịt khẩu trang hết trơn, mà thấy chưa?
Đó. Bây giờ hả? Ngày hôm qua đó là mình đặt quan tài ở chỗ đường biên giới là tối sẽ đi quan chức không đó. Hôm nay chính quyền không xuống đối thoại đó là mình có quyền nghi ngờ này dưới chính quyền với bên chỗ giang hồ chỗ Hồng Điều đó đó. Là mình nghi ngờ đó là trong hôm qua là cái hòm của mình là rớt xuống sông đó. Là coi như là người ta mất giải quyết sống đối thoại đó. Đó, mọi người thấy không? Đây là nhà của nạn nhân, nhà của em mình đó, nhà mà bị tai nạn chết đó, nó hình thà của em mình tới tháng 4 này là giáp năm nè. Đó, mọi người thấy không? Đó, tại sao nói về đối thoại công khai không lời nhân vật gia đình sẵn sàng bây giờ với người những gia đình tới qua đó đồ nó làm cái này nhân dài thành công đang quan này kia là có chơi gì đó mà thường hỏi cho mọi người coi các coi là chuyện công an an ninh mình đâu, cái việc an ninh của mình đâu, thế là gì về anh em họ phải trả lời với văn bản, những người có quyền thì mấy người có trả lời văn bản cho dân làm sao hay gì? À, hôm qua có mọi người chứng kiến đó, mà bà gì à, có mọi người chứng kiến là ký giấy là biên bản là bữa nay họp tại gia đình nè, đối thoại tại gia đình nè đó. Ừ. Trời ơi Quỳnh Khang ơi, đang đút nhiều lắm rồi. Đừng tin những gì người ta nói nha con. Chưa. Bởi vì hôm qua bé nó kêu không ký thôi à. Như vậy sao mà dân nó dám tin tưởng? Anh Minh nó kêu gian á. Nó mọi người bữa nay người ta lại tao thắc mắc là sao không thấy công an, hôm qua công an hứa lại nhà đối thoại mà bữa nay không thấy ai nè. Đó người dân người ta cũng thắc mắc thấy chưa? Anh Quỳnh ở Kiên Giang. Tỉnh Kiên Giang, ấp Tịnh Phú, xã Đông Thạnh, An Minh, Kiên Giang. Yêu cầu cộng đồng mạng giúp đỡ cho con. Công an có chia sẻ giúp mình chứ ạ.